Chào mọi người, khi nhắc đến một cái thương hiệu máy tính lớn trên thế giới thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến hãng Dell. Dell đã hình thành và phát triển đến thời điểm này chúng ta thấy là hơn một thập kỷ. Được sự tin cậy và trải nghiệm của người dùng thì chúng ta thấy là đến thời điểm này thị phần của Dell chiếm rất là nhiều. Thực ra thì chưa có một cái con số thống kê cụ thể nào, tuy nhiên ví dụ như 10 người đi mua máy thì có 5 đến 7 người đã chọn Dell rồi. Và chúng ta cũng biết là đối với các kỹ sư của hãng Dell thì luôn cho ra những cái công nghệ và những cái kỹ thuật, có thể nói những cái sản phẩm rất là bền. Và trong cái thời điểm hiện tại chúng ta thấy ngoài cái việc mà phục vụ cho cái nhu cầu làm việc, học hành thì vấn đề giải trí có thể nói rất là nhiều. Đó lý do chúng ta thấy dạo gần đây các sản phẩm của Dell thường cho ra mắt những cái sản phẩm laptop 2 trong 1. Thì sẵn hôm nay mình có một chiếc máy laptop 2 trong 1 đến từ hãng Dell. Đây là dòng Inspiron 5491. Thực ra thì cái dòng này cũng được rất là nhiều người yêu thích. Ngoài cái hiệu năng, cái thiết kế đẹp thì xài rất là bền, giá cũng tầm trung thôi, đáp ứng cho mình được tất cả những nhu cầu về văn phòng, giải trí hay là chiến những cái game thông dụng thị trường. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đi trải nghiệm thực tế chiếc Dell Inspiron 5491. Đây là một chiếc máy có thể nói 2 trong 1, đáng mua nhất trong cái phân khúc giá tầm trung. Thực ra thì đối với các dòng laptop mà laptop 2 trong 1 là những dòng laptop gập xoay cảm ứng thì chúng ta thấy cái cách thiết kế bản lề nó hầu như là giống nhau. Quan trọng nhất là mình phải mua một chiếc máy, mình khuyên mọi người là phải bằng vỏ kim loại, tại vì khi mà bằng vỏ kim loại nó sẽ giữ cái bản lề nó chắc hơn. Tại vì có rất là nhiều cái máy mang lại cửa hàng sửa sau khi xài 1-2 năm thì cái bản lề do là nó bắt ngay chỗ này nè mọi người. Thì mình gặp lâu ngày cái bản lề nó bị cứng, nó khô dầu mỡ thì nó rất là dễ bị bung. Tại vì nó có cái chân ốc nằm bên dưới á. Tại vì khi nó bị bung thì chúng ta phải thay. Chứ thật ra mình gia cố bằng cách mà mình dán thì vài bữa gặp nó cũng gãy lại thôi. Điển hình như chiếc máy này đi. Thì chiếc máy tính của mình chia ra làm 4 mặt. A nè, A là cái mặt bên ngoài, B là cái mặt màn hình, C là bàn phím và D là bên dưới. Thì nếu mà lỡ gãy thì mình phải tháo ra mình xem nó gãy ở chỗ nào để mình thay. Khuyên mọi người luôn là nên thay mặt C, mặt D chứ đừng có đi gia cố mình xài một thời gian nữa thì nó cũng bung keo tiếp. Đối với chiếc máy này, cấu hình rất là mạnh, chúng ta thấy nè, Dell Inspiron 5491 i7-10510U, RAM là 8GB, ổ cứng SSD 512, màn hình Full HD. Đây là phiên bản xoay X360. Và có một cái điều đặc biệt là chúng ta thấy trên cái phần survey của chiếc máy này có dán nè. Thứ nhất là convertible là xoay á, 14 inch Full HD IPS Touch Display. Và đặc biệt là chiếc máy này có hỗ trợ ActiBench Support. Tuy nhiên cái máy này nếu mà chúng ta muốn có cây bút thì chúng ta phải mua. Mình gặp xoay lại cho mọi người xem nè. Thì với chiếc máy này mình nghĩ là mọi người cũng không cần nâng cấp gì đâu. Xài được những cái phần mềm về văn phòng, đồ họa 2D rất là mượt. Cũng có thể xài những phần mềm về đồ họa kỹ thuật luôn. Tuy nhiên là ở mức bán chuyên nha mọi người. Bây giờ mình thử mình cho mọi người trải nghiệm với cái phần mềm giả lập về đồ họa để xem cái hiệu năng nó chạy như thế nào. Do là các video trước mình cũng có hướng dẫn mọi người đó, để mà mình chạy với những cái phần mềm nặng hoặc là chơi game hoặc là với cái hiệu năng cao á, thì chúng ta nên cắm sạc. Dĩ nhiên là cái phần test Cinebench này nè, cái phần mềm này nè, nó giả lập đồ họa, tuy nhiên là
đây là những cái con số để mình tham khảo thôi, nó còn lệ thuộc rất nhiều vào những cái phần mềm mình cài trên máy nữa. Máy có bị virus không, máy có nóng không. Thực ra mua máy ở cửa hàng thì chúng ta được hỗ trợ miễn phí những dịch vụ kèm theo suốt đời, ví dụ như là cài máy, vệ sinh máy nọ các kiểu. Thì lâu lâu chúng ta khoảng 6 tháng hay là 12 tháng gì đó chúng ta nên ghé cửa hàng để mình vệ sinh, tháo cái bên trong ra cái keo tản nhiệt lại cho nó mát. Mình xoay gần lại cho mọi người dễ xem. Nếu mà bạn nào có điều kiện thì nâng cấp lên RAM 8GB. Thực ra thì RAM nâng thêm 8GB nữa chứ, nghĩa là thành 16GB á. Nhưng mà 8GB đã chạy quá ok rồi, bởi vì chiếc máy này coi 7 4 nhân và 8 luồng cache làm 8M, cái xung nghiệp nó tới 2.3 lần, rất là cao. Mình đang test cái card màn hình gọi là card đồ họa tích hợp UHD Graphics 620. Mình xem được cái chỉ số FPS. Chỉ số FPS nó tầm khoảng trên 40 nè. Một xíu nữa mình chạy lại thử cái phần FPS. Bây giờ mình quét cái CPU thử với 4 nhân và 8 luồng xem quét cái tốc độ ra làm sao. Cái chiếc máy này rất là tiện, nó có cảm ứng nè. Mình gặp xoay lại cho mọi người luôn. Tại vì nó là dòng 2 trong 1 là phải gặp xoay. Hướng dẫn mọi người là mình cầm nguyên cái thân máy ngay chỗ đây nè, để nó gãy cái bản lề. Vỏ kim loại thiết kế rất là chắc chắn. Thật ra thì đối với những dòng Dell Inspiron có thiết kế na ná với nhau từ 2020-21 trở về sau, chúng ta thấy là công nghệ thiết kế màn hình theo kiểu Nano S. Mình hiểu nôm na Nano S nghĩa là nó làm tràn viền ra ngoài bên đây nè. Còn màn hình OLED là sao, màn hình có cái tần số quét là sao, rồi màn hình Full HD 2K hay là 3K, 4K gì đó, nó là một cái chế độ hiển thị sắc nét của màn hình thôi. Nó làm cho con mắt của mình nó cũng đỡ hại hơn rất là nhiều khi mà mình xài trong cái thời gian dài. Do là mình cũng không muốn kéo quá nhiều cái thời gian làm cho mọi người bị nhàm chán. Nếu mà mọi người coi về thiết kế hay là tìm hiểu thêm về những cái thông tin liên quan, chúng ta có thể lên mạng chúng ta đọc. Chỉ số CB cũng rất là cao, 550 CB. Tại vì 4 x 8 luôn thì nó tầm đó thôi mọi người, khoảng 400, 500 đến 600 thôi. Có những chiếc máy gaming á thì cái số luồng số nhân nó sẽ cao. Thử cho mình quét lại cái kiểm tra lại cái GPU nè, nghĩa là cái card đồ họa tích hợp một lần nữa xem coi cái chỉ số này nó có thay đổi không. Dòng máy này thì bán rất là chạy trên thị trường Dell Inspiron Series 5 5000 á. Ở cửa hàng thì mình có rất là nhiều những cái dòng 2 trong 1 thì nó là xu hướng thị trường rồi. Mình mua chiếc máy bây giờ ngoài cái việc mà phục vụ học hành, làm việc văn phòng thì giải trí xem phim, dòng này xem phim thì quá đã rồi. Hay là chơi game thì đó là những cái nhu cầu rất là thiết thực. Xem lại cái chỉ số FPS. Cũng tầm đây mọi người. Thì với những chỉ số mà để mà mình chơi game một thì nó có tầm khoảng 40 80, 120, 240 và 360. Tuy nhiên là những chiếc máy mà để chơi game mà có ở chỉ số FPS khoảng 100 mấy 200 thì phải 20 mấy triệu. Cái này là một cái mọi người lưu ý. Nên nó có cảm ứng nên rất là tiện. Còn cái việc mà màn hình cảm ứng có dễ hư hay không thì nó lệ thuộc rất nhiều vào cái người xài và cái bảo quản nữa. Tại vì mình phải giữ ở nhiệt độ và lau chùi nó thường xuyên. Còn mình để trong cái môi trường ẩm thấp, tại vì màn hình cảm ứng thì thường nó sẽ có hai cái lớp màn hình, ở trong màn hình và ở ngoài cái lớp cảm ứng. Nếu mà bị hư cảm ứng, chúng ta ngắt cảm ứng luôn. Hoặc là nếu mà bị bể, chúng ta thay có thể thay nguyên cụm. Đây là những cái mà mọi người lưu ý nên biết khi mua những chiếc máy 2 trong 1. Nếu mà mọi người cần trải nghiệm thì có thể ghé cửa hàng hoặc cài những ứng dụng hay là tìm hiểu thôi, thêm cho mình có thêm nhiều cái thông tin. Chiếc máy này thiết kế rất là đẹp, mình không nói quá nhiều vào thiết kế. Màu bạc. Ok, cảm ơn mọi người. Mong là với cái trải nghiệm ngắn vừa rồi, chúng ta sẽ có thêm nhiều cái thông tin để mình tìm mua được một chiếc máy phù hợp với một cái nguồn ngân sách hợp lý,
phục vụ đúng cái nhu cầu và khả năng nâng cấp sau này nữa. Do là trên mạng giờ có quá nhiều thông tin, nếu mà chúng ta không có rành về máy tính thì chúng ta mua rất là dễ bị lầm. Đăng rất là nhiều cái khuyến mãi, giá cũng rất là rẻ. Tuy nhiên là mình cũng khuyên mọi người đó phải tìm được một cái địa chỉ uy tín thông qua bạn bè, người thân mình giới thiệu. Hơn thế nữa thì chúng ta phải trực tiếp chúng ta ghé cửa hàng hay là ghé cái công ty đó để xem những cái dịch vụ, những cái thực tế, coi nó có đúng hay không. Nếu mà mọi người từng trải nghiệm thì có thể gọi vào số điện thoại hoặc là ghé trực tiếp để mình trải nghiệm. Hoặc là muốn mà tư vấn chuyên sâu có thể gọi vào số hotline mình có đứng trên màn hình đó, thì sẽ hướng dẫn chỉ cho mọi người mua một chiếc máy thực sự nó phù hợp luôn. Mong là nhận được nhiều cái phản hồi từ phía những người xem video để mình cải thiện và cái nội dung nhiều hơn nữa. Mọi người nhớ là ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký và bấm vào nút chuông. Bởi vì khi bấm vào nút chuông thì mình có những cái video mới sẽ được thông báo và tiếp cận dễ dàng hơn rất là nhiều. Đến đây thì xin chào và hẹn mọi người những video tiếp theo.